Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì em lên cho các anh ở đây là một cái con Onkyo FLN7X các bác nhé. FLN7X. Con máy này thì là em sẽ bán xả thành đi giá rẻ. Con này mạch bếp của nó đẹp các bác nhé. Mạch bếp của nó đẹp luôn. Các bác thấy không ạ? Mạch đẹp nhé. Có điều là cái phần nguồn của nó là các bác nhìn này. Nó có bị chấm hàn một chút xíu này. Nói chung là bị nứt mạch thì người ta có chấm hàn lại này. Thì nó vẫn chạy bình thường các bác nhé, nhưng mà có cái điểm đó thì em chỉ cho các bác là các bác biết luôn. Onkyo FLN7X này, hai bên sườn đây thì là nó hơi bị mất tí nhựa ở đây này. Đấy. Con này thì CD vẫn đang đọc này. Đó, lấy bài này. Ok nhá. Đấy, CD vẫn đọc này. Cửa CD này có vẻ như là nó hơi trùng dây loa nhé. Nên là khi mà thi thở cho vào này, mình sẽ hơi đẩy tay một tí thì nó sẽ chạy đĩa vào nhé. Cứ nào nó hơi trùng. Nói chung con này em bán thanh lý rồi nên em cũng không quan tâm cái dây cu loa lắm đâu nhé. Bác nào thích về cho CD thì có thể là thay dây cu loa đi, hoặc là đấy làm như em cũng được nhé. Khi nào hỏng thì bỏ thôi. Con em bán thanh lý là em test cho các bác nhé, em test cho các bác để các bác thấy là nó sống. Đấy, còn đâu là về dùng được khi nào thì dùng nhé, khi nào hỏng thì bỏ đấy nhé. Con em không bảo hành gì các cái loại này đâu. Đấy. Đấy. Đường điện thoại này. Không muốn đời chia cách sống. Đấy. Đường sao chứ ok luôn các bác thấy không? Quang này. Này đường quang đây nhá. Này đường quang cũng chạy luôn nhá. Nắp của nó đây. Đấy, ok nhé, Onkyo FLN7X. Con này dòng đời cao đấy các bác ạ. Dòng đời cao luôn, công nghệ giải mã DNA an ninh. Đấy, công nghệ giải mã đời cao DNA an ninh nhé. Và con này thì nó là dòng 24 bit, giải mã không cồn, không cần mồi, không cần bị mồi cho vào đây, vẫn đọc bình thường được luôn. Vẫn giải mã qua bình thường được luôn đây. Như các bác thấy đây là MD hiện tại đang no disk này, tức là không có đĩa ở trong này. Đấy thì nếu như những con giải mã cần mồi nó sẽ là cần nhét đĩa vào đây để cho nó làm cái mồi để nó giải mã, nhưng mà con này không cần luôn đấy. Đấy, thế là các bác dùng những con này rất là tiện lợi đấy. Nó không phức tạp như những con mà dùng đĩa mồi đấy. Với cả nó sẽ không liên quan đến cái mắt kẹo của MD cả, ví dụ mắt MD nó hỏng hay không hỏng thì cũng nó chẳng ảnh hưởng gì, tức là mình vẫn sẽ chơi được đường quang bình thường mà không sợ liên quan đến mắt nhé. Còn những con nó cần mồi ấy thì là cái mắt MD nếu như nó chết, nó không được đĩa thì là sẽ không giải mã được luôn. Đấy. Còn bọn này là chẳng liên quan gì luôn. Đấy. Được không ạ? Đây, MD này. MD thì đây hiện tại em thấy nó đang báo là MD blank disk. Tức là báo đĩa trắng. Đấy. Thì cái trường hợp này thì một là do cái định dạng đĩa nó không đúng. Đây. Vì nó phải dùng đĩa 2 MD audio. Đấy.
nhưng cái đĩa này có thể là không phải định dạng 20MD nên không không đọc được, hoặc cũng có thể trường hợp thứ hai là mắt nó chết, nó không đọc đĩa, nó cũng sẽ báo đĩa trắng. Đấy. Đấy nhá, thì là đấy là tình trạng của con N7X này. Đấy thì những con này bình thường ra nếu mà si nó chạy đấy mà nó không bị như em thấy em chỉ cho các bác đấy, thì là giá của những con này là khoảng 1,4 triệu một con. Đấy, 1,3 triệu một con thì thôi, con này em bán với giá là đi 800 thôi. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua thì alo cho bên em nhé. Đấy, nếu như không ngại vấn đề kia. Đấy, đấy mà cần chất lượng thôi thì là lấy con này nhá, 800.000. Đấy, bác nào mua alo cho bên em nhé, số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Vâng.